Edu này, chúng ta đã có một khởi đầu sôi động ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay khi hoàn thành được thương vụ Fabio Vieira. Hẳn ông vui mừng khi có được chữ ký của anh ấy lắm đúng không? Vâng, rất vui khi được vậy. Nhất là với cái cách mà chúng tôi đã làm để tìm ra Fabio, nó khá là thú vị. Bởi vì tôi và Mikel đã thấy được điều gì cần cho đội, cần có một cầu thủ như Fabio, và chúng tôi đã lựa ra những mục tiêu, sau đó tiến hành mua về. Chúng tôi nói chuyện với cầu thủ, nói chuyện với Porto, rồi cả người đại diện. Họ hiểu ý đồ của chúng tôi. Giờ thì chúng tôi thực sự vui khi có được một cầu thủ như Fabio ở đội. Thế thì không biết Fabio sẽ mang lại được điều gì cho đội vậy thưa ông? Fabio là dạng cầu thủ mà hiện chúng tôi không có một ai khác giống trong đội. Có thể Odegaard là người có được những phẩm chất khá giống Fabio. Smith Rowe dường như cũng vậy. Nhưng ở Fabio có những điều đặc biệt. Có thể kể ra đó là cậu ấy thích chơi dâng cao trong vòng cấm của đối thủ, thích chơi trong phạm vi hẹp. Fabio cảm thấy thoải mái với vị trí như vậy. Đó cũng là điều mà tôi và Mikel đã nói. Rất khó để kiếm một cầu thủ như cậu ấy. Với cái cách cậu ấy thi đấu, cách mà cậu ấy chơi đầy thoải mái trên sân, đó là một vị trí khó khăn, một vai trò đầy thử thách. Do đó chúng tôi sẽ cảm thấy vui mừng khi thấy Fabio ra sân cho Arsenal. So I think we will enjoy a lot to see Fabio playing for us. Không chỉ Fabio mà chúng ta còn tái ký với Nketiah một bản hợp đồng dài hạn. Ông chắc rất hài lòng với sự cam kết tương lai của Nketiah với Arsenal đúng không? Vâng, tôi nghĩ những ai có vai trò trong đề án đang được triển khai ở Arsenal cũng sẽ hào hứng với những cầu thủ từ học viện như Nketiah, bởi vì chúng tôi luôn cố gắng để trao cho họ mọi cơ hội có thể. Chúng tôi muốn họ được tỏa sáng. Và Nketiah là một trong những cầu thủ đã tận dụng hết mọi cơ hội. Tôi nghĩ việc sở hữu những cầu thủ như vậy trong đội là rất tốt cho tương lai của Arsenal, bởi vì nó cho thấy câu lạc bộ đang hoạt động đúng cách. Khi cậu ấy trưởng thành từ học viện, trải qua mọi giai đoạn phát triển, lên được đội 1 và giờ thì có bản hợp đồng dài hạn. Điều đó thật tuyệt. Chúng tôi ai cũng hào hứng về chuyện này. Cũng không phải một mình Nketiah gia hạn, chúng ta còn có Nani, cũng như phải nói đến cả thương vụ Marquinhos nữa. Rất nhiều chuyện xảy ra lúc này nhỉ? Vâng, đó là một phần kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi đã quyết định gia hạn hợp đồng với Nani và cả Nketiah. Chúng tôi thực sự vui khi giữ hai cầu thủ này ở lại với Arsenal. Rồi thì chúng tôi cũng đã mang về Marquinhos nữa, một cầu thủ, một sự đầu tư phát triển cho tương lai chung và dài hạn. Và vâng, chúng tôi rất vui vì thế, vui với những gì đang làm. Chúng tôi trông đợi sẽ kết thúc kỳ chuyển nhượng theo đúng kế hoạch đề ra. Kỳ chuyển nhượng thì cũng chỉ mới mở cửa. Ông cảm thấy ra sao trước việc các thương vụ hoàn thành nhanh như vậy? Chà, để nói thì tôi nghĩ cả câu lạc bộ đều đang thực sự rất hào hứng để tiếp tục mọi thứ, tiếp tục công tác chuyển nhượng hè này. Tôi nghĩ chúng tôi đã chuẩn bị rất, rất tốt, có chiến lược rõ ràng cho mùa hè. Rõ là còn nhiều chuyện để làm, nhưng chúng tôi khá hào hứng để tiếp tục mọi việc. Vậy là ở đây, tốc độ hoàn thành các thương vụ cho thấy một nỗ lực làm việc chăm chỉ sau hậu trường đúng không? Vâng, điều tôi luôn muốn nói, đó là có rất nhiều người làm việc để mang về một cầu thủ. Chúng tôi đã làm việc thực sự chăm chỉ, có rất nhiều người liên quan, từ đội ngũ tuyển trạch viên, đội ngũ phân tích, đánh giá, đội ngũ xử lý dữ liệu, cả giám đốc tài chính, đội ngũ pháp lý, rồi cả CEO hay các ông chủ cũng vào cuộc. Rất nhiều người phối hợp với nhau để mang về một chữ ký. Do đó, với cách mà chúng tôi đang xử lý công việc hè này, chúng tôi đã thực sự chuẩn bị kỹ để làm hầu như mọi thứ, giống như đã làm để mang về Fabio. Đó là lý do tại sao thương vụ diễn ra khá nhanh, vì mọi người đều vào cuộc cùng nhau, ai cũng tập trung để khiến sự việc xảy ra được. We move quite quickly because everybody's really engaged, everybody's really focused to make the things happen. Vài kỳ chuyển nhượng qua, có thể thấy rõ sự đầu tư vào lưới trẻ của pháo thủ. Đó có phải là trọng tâm trong kế hoạch tương lai? 100% là vậy. Hình ảnh Arsenal sẽ phải như vậy. Vì thế chúng tôi đã đi chợ và mang về những cầu thủ hay ho nhất, những người đúng độ tuổi, có thái độ thi đấu hợp lý, có tinh thần chiến đấu phù hợp. Chúng tôi muốn nhìn thấy Arsenal có một đội hình trẻ trung, đầy hào hứng trong đó, với một tương lai to lớn. Bởi vì giống như những gì tôi đã nói hè rồi, ý tưởng đó là có một đội hình trẻ trung, giúp họ có 2, 3 hay 4, 5, 6 mùa chơi cùng nhau. Còn thì tôi nghĩ, dù chúng tôi còn nhiều điều để làm, nhưng chúng tôi hiện đang thực sự hào hứng để bắt đầu mùa giải mới với những cầu thủ mà mình đã nhắm đến, những người mà chúng tôi muốn mang về Arsenal. To start the season with the players what we target and the players what we want to sign as well. Thế thì không biết khi bắt đầu một mùa hè, kế hoạch chuyển nhượng của ông sẽ bắt đầu ra sao để tìm ra một cầu thủ phù hợp cho Arsenal.
Để nói thì khi bước vào mùa hè, ngay khi bắt đầu triển khai công việc, thì đó đã là những điều mà chúng tôi chuẩn bị, lên kế hoạch từ 6, 7 hay 8 tháng trước cờ. Những gì xảy ra mùa hè chỉ là hệ quả sau những tính toán vất vả trước đó, để tìm ra cầu thủ nào tốt nhất, những mục tiêu ngon nhất và xác định điều mà chúng tôi thực sự cần cho đội hình. Do đó khi bắt đầu kỳ chuyển nhượng thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Thương vụ Fabio là một ví dụ tại sao chúng tôi lại hoàn thành nhanh như vậy, vì chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ để mang về Fabio từ rất lâu trước đó rồi. Do đó khi tình huống đến, chúng tôi khiến nó xảy ra luôn. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian ở kỳ chuyển nhượng này, nhiều việc hẳn vất vả để làm. Không biết trong vài tuần tới, liệu sẽ có gì nữa cho Arsenal thưa ông? Vâng, tôi vẫn đang rất hào hứng. Chúng tôi hiện đang có những cuộc thương lượng tốt, có những kết quả tích cực cho đến lúc này. Và vâng, chúng tôi hy vọng có thể mang đến những tin tốt cho người hâm mộ. Thank you.